Bạn đã đến với channel của chúng ta Mobile thì thời điểm bây giờ cũng là thời gian cận Tết rồi, nên là mọi người rất là bận rộn cho cái việc cuối năm của mình. Hầu như là mọi người đều làm việc hết cái công suất của mình, vì thế nên cái tình trạng mà đau mỏi vai gáy hay là đau cổ hay là đau những cái cơ trên cái cơ thể mình đó là điều hiển nhiên. Vì thế nên hôm nay chúng ta Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm, đó chính là miếng dán Xiaomi Mini và miếng dán massage đến từ thương hiệu Leravan. Và một trong hai miếng dán này sẽ có một miếng dán kết nối được với app để chúng ta sử dụng được hết cái những cái công dụng của nó luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp và nói chi tiết hơn về hai miếng dán này. Và sau khi mua về thì đây là trọn bộ sản phẩm của chúng ta, bao gồm một miếng dán và một cái controller và một cái cáp sạc đi kèm. Cái cáp sạc này nó là cái cổng micro USB để khi mà xài sản phẩm hết pin thì chúng ta có thể sạc một cách dễ dàng. Và kèm theo đó thì nhà sản xuất có cho thêm một cái miếng dán để thay thế, và cuối cùng là một bộ catalog để giới thiệu cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Và bây giờ thì mình sẽ khui hộp cái sản phẩm tiếp theo ha. Và đối với cái miếng dán massage nhiệt này thì khi mua về thì cũng sẽ có một thân máy, đó là một cái bộ controller và một cái miếng dán để chúng ta kẹp cái bộ controller này vào và sử dụng. Và kèm theo đó thì sẽ là một cái túi để đựng sản phẩm, và cuối cùng là một cái cáp sạc micro USB. Kèm theo đó là những cái cuốn catalog cũng như là giới thiệu sản phẩm nhưng mà bằng tiếng Trung thôi. Và đối với cái miếng dán nhiệt này thì nó không có cho cái thêm một cái miếng dán đi kèm để mà thay thế, nhưng mà nếu mà các bạn xài xong cái miếng dán này thì các bạn có thể đến chính là Mobile để mà mua một cái miếng dán thay thế khác, và giá của mỗi miếng dán như vậy là 100.000. Về phần thiết kế thì với cái thiết kế hai phần rõ rệt như thế này và có thể tháo rời được kết nối với nhau bởi bốn cái nút bấm, và chúng ta chỉ cần ấn bốn cái nút bấm này vào thì chúng ta có thể sử dụng cái miếng dán này rồi. Đây, và bốn cái phần nút bấm này thì chúng ta chỉ cần lắp cái phần controller này vào và bấm bốn cái góc này lại. Và tương tự như khi các bạn sử dụng xong cái phần miếng dán này thì chúng ta chỉ cần tháo ra và lắp cái miếng dán mới vào thôi. Còn về phần thiết kế thì hầu như là cái kết cấu máy bên trong của hai cái sản phẩm này nó đều giống nhau, nhưng chỉ khác nhau về cái thiết kế bên ngoài và cái phần nút của nó thôi. Đối với cái miếng dán massage nhiệt này thì cái bề mặt của nó được thiết kế mài nhẵn rồi, nên là khi mà chúng ta nhìn vô thì sẽ có một cảm giác rất là 3D. Và hai bên hông sẽ là hai nút mà tăng giảm cái tốc độ hoặc là cái lực rung của mấy miếng dán massage. Phần dưới thì sẽ là cái chế độ chúng ta sử dụng, và phần trên đó chính là nút nguồn. Và khi mà chúng ta không cần dùng đến sản phẩm nữa thì chúng ta có thể bỏ nó vào cái túi mà nhà sản xuất đã cung cấp cho chúng ta. Và cái túi này cũng được làm bằng nhung nữa nên rất là dễ sử dụng luôn.
bỏ vào và cất đi rất là gọn gàng như thế này. Về cái phần keo của chiếc máy này, vì nó là cái phần mà chúng ta phải dán vào cơ thể của mình ấy để mà nó massage, thì nó không có thể nào làm một cái chất lượng qua loa được. Và như các bạn đã thấy, cái phần keo này nó rất là bám, rất là chắc, mà khi chúng ta không massage nữa thì chúng ta tháo ra nó cũng không để lại cái phần keo thừa hay là tạo cái cảm giác bết dính ở trên tay hay là trên cái cơ bắp của mình. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần controller của cái miếng dán massage mini Xiaomi này, vì nó là cái phiên bản đời trước của cái miếng dán massage nhiệt Leravan này, nên là nó có cái thiết kế khá là đơn giản, chỉ có 3 nút thôi. Và cái nút nguồn cũng như cái nút điều chỉnh chế độ thì nó sẽ nằm ở cái phần trên này. Và cái nút điều chỉnh cái tốc độ hay là cái lực massage của máy thì nó sẽ nằm ở cái mặt chính diện đây. Và cái mặt chính diện này nó cũng in luôn cái logo của cái thương hiệu. Thì đối với cái miếng dán massage trước á, thì nó sẽ có 4 cái nút để chúng ta đính vô, thì với cái chiếc máy mini này thì nó sẽ có 2 nút để đính kèm thôi. Và cái phần keo của cái miếng dán này nó cũng được thiết kế rất là cao cấp luôn, chứ không như những cái loại miếng dán bình thường trên thị trường hiện nay. Với cái mặt trên của nó này, như các bạn đã thấy thì cái mặt trên của nó được làm từ da, nên là cho chúng ta cái nhìn rất là thẩm mỹ mà cũng rất là cao cấp nữa. Còn về cái phần keo thì nó không được thiết kế sơ sài đâu. Mặc dù chạm vô thì có cái cảm giác nó hơi dính một xíu thôi, nhưng mà khi mà chúng ta dán nó lên cái bắp tay hay là những cái phần mà nó có lông tay ấy thì nó tháo ra thì chúng ta không có bị đau, hoặc là để lại cái phần keo thừa ở trên cái bắp tay của mình, hoặc là tạo cho cái chỗ mà phần massage ấy nó bị bết dính hay là nó nhờn nhờn ấy. Và cũng như những cái miếng dán khác thì hai cái miếng dán này cũng được trang bị công nghệ stent. Và cái công nghệ này vốn là một cái phương pháp trị liệu về cái cơn đau về thể chất, cũng như là hay là đau cơ, mỏi cơ hay là những cái vùng vai gáy mà bị đau thường xuyên của chúng ta. Và đối với cái miếng dán Xiaomi Mini này được tích hợp đến 5 phương pháp, bao gồm phương pháp tự động, rồi phương pháp xoa bóp, đấm bóp, và bạn có thể tùy chỉnh cái chế độ phù hợp với cái tốc độ của nó. Còn đối với cái miếng dán massage nhiệt này thì nó sẽ có bao gồm 4 chế độ massage khác nhau với cái tần số xung lực là 1200 Hz, từ đó giúp giảm các cái cơn đau mệt mỏi trên cơ thể. Và miếng dán này cũng thiết kế cái chế độ an toàn để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người sử dụng luôn. Được tích hợp viên pin polymer với cái dung lượng là 75 mAh, nên là sau khoảng thời gian sạc là 2 tiếng đối với cái miếng dán mini Xiaomi này thì các bạn có thể sử dụng đến khoảng hơn 1 tuần lận nếu mà chúng ta sử dụng 15 phút mỗi ngày. Còn với cái miếng dán massage nhiệt này, vì sử dụng cái nhiệt ấy nên là chúng ta cần cái thời gian sạc lâu hơn, đó là 3 tiếng, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng lên đến hơn 1 tuần. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tải app về để mà đồng bộ với cái miếng dán massage này, để chúng ta sử dụng hết cái công dụng của nó cũng như là cái phần massage nhiệt luôn. Và khi chúng ta mua về thì cái cuốn catalog nó sẽ có một cái mã QR code để chúng ta quét cái mã đó và nó dẫn đến cái đường link để mà chúng ta tải cái app về ha. Và bây giờ thì mình sẽ quét cái mã đây. Đây, và nó có một cái đường link dẫn đến, và việc của chúng ta là tải app về thôi. Và sau khi tải app về thì chúng ta vào cái phần app, chúng ta dùng số điện thoại để mà đăng ký tạo tài khoản để vào được cái app này. Nếu như mà các bạn nào chưa có tài khoản thì chúng ta chỉ cần nhập số điện thoại thì nó sẽ gửi một cái mã đến và chúng ta thiết lập mật khẩu là đã sử dụng được rồi. Và đây là cái giao diện chính của mình khi mà đăng nhập vào cái app thành công. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng những cái chế độ của cái miếng dán massage này ha. Rồi, và trước khi muốn sử dụng được thì chúng ta phải đeo cái miếng dán này lên. Và bây giờ thì mình sẽ massage ở bắp tay.
Rồi, chúng ta bấm vào cái phần này và giữ thì nó sẽ chớp cái đèn màu xanh là nó đã kết nối rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ bấm vào cái phần bên này, cái nút màu hồng ở dưới ấy. Rồi, vì chúng ta massage ở phần bắp tay thì chúng ta sẽ chọn vào cái vùng này. Nếu mà chúng ta massage ở phần cổ rồi ấy, thì chúng ta sẽ chọn ở vùng này. Và massage bụng thì ở đây và massage chân ở đây. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có những cái chế độ massage. Và đây là cái chế độ đầu tiên, cũng như cái chế độ cơ bản nhất ha. Khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ bấm cái nút bắt đầu. Đây, và máy đang hoạt động. Còn cái phần dưới này là hẹn giờ. Tùy theo cái thời gian chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ hẹn bao nhiêu giờ đấy, thì thời gian nó sẽ chạy ở đây, đúng cái số phút của nó thì nó sẽ tự động tắt. Còn bên đây là cái mức độ mạnh của nó, từ 1 đến 20 luôn. Riêng bản thân mình thì mình sử dụng đến chế độ 7-8 là nó đã vừa đủ rồi. Rồi, đây. Và tiếp theo thì các bạn muốn đổi chế độ massage thì chúng ta chỉ cần nhấn chuyển chế độ thì nó sẽ đổi ngay thôi. Và như các bạn đã thấy thì nó rung rất là mạnh mẽ luôn. Và mình sẽ giảm dần chế độ ha. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có những cái chế độ massage khác nhau. Các bạn chỉ cần nhấp một cái thì nó sẽ chuyển chế độ ngay. Và đây là chế độ cuối cùng. Rồi, và tiếp theo sẽ là đến phần massage nhiệt. Thì đối với cái phần massage nhiệt này, chúng ta cần phải kết nối với nguồn điện theo cái bộ cáp mà nhà sản xuất đã cung cấp cho chúng ta, thì kết nối với nguồn điện chúng ta mới sử dụng được cái phần nhiệt của miếng dán massage này. Và bây giờ thì mình sẽ nhờ một chị cắm cái dây nguồn vào để mình sử dụng cái phần massage nhiệt trên app ha. Đây là cái hiển thị đèn màu đỏ ở cái phần này, đó chính là nó đã kết nối với cái phần massage nhiệt rồi. Và việc của chúng ta thì sẽ vào lại cái app này và thoát nó ra màn hình chính đây, và chúng ta sẽ xài phần mask plus ở dưới đây. Đây, nó hiển thị như vậy là nó đã hoạt động nhiệt rồi. Và đây tùy theo cái chế độ thấp, vừa và cao ha, thì mình sẽ chọn chế độ thấp và mình sẽ chọn cái chế độ massage cơ bản. Sau đó thì nhấn bắt đầu thì máy sẽ hoạt động. Như các bạn đã thấy thì máy rung rất là tốt và cái nhiệt nó tỏa ra cũng rất là mạnh nữa. Vâng, và vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu đến mọi người hai sản phẩm, đó là miếng dán Xiaomi Mini này và miếng dán massage nhiệt Leravan. Và hy vọng rằng hai miếng dán này sẽ là một lựa chọn tốt nhất và nó sẽ mang lại những cái công hiệu tuyệt vời dành cho các bạn. Chi tiết sản phẩm thì mình sẽ để vào phần link bên dưới phần mô tả video. Và trước khi đến Chính Là Mobile để trải nghiệm và sở hữu sản phẩm thì các bạn đừng quên nhấn một like và một subscribe cho channel của Chính Là Mobile. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.